Sự đây nè tất cả các nhé, nếu không video này khi nhóm bằng hành dương vì được việc cập rạp GTK Demo Sample Application. Chẳng nếu không video muốn muốn nhưng bạn install GTK Library rồi hỏi, nhưng bạn download bundle bỏ GTK nữa. Hai, bắt đầu pin cứ dương ai cho từ bài Demo Application đã bị miễn sạp nếu không directory folder nếu không nâng, dương còn bài program mới máu dương ai explore bài ta bị miễn component này khá dương ai thua ca cho mùi viên miễn code function ấy kế nè khi miễn bài hành tầng UI khi miễn tầng bài hành tầng source code thì dương ai vô màu sắc xa và thay thiết bản chẳng hạn được nếu nhóm bạn đã outline những cái dương miễn bấy thì mỗi dương ai run program đang bán thì chúng tôi biết cứ gtk demo.ee nữa cứ viên được nông bin folder và gtk bao giờ tổ mà tiếp theo double nó bị đại dương bao program đang hỏi nó bị activate application sample nào mỗi dương thử double click ok chẳng đôi dương nông tiền này chẳng dương ai chọn từ topic nào mỗi tới dương đang ai chơi ca bằng hai từ ui application đang tạo việc đạo bạn đó hay dương ai chọn từ source code này nó bị ai từ mở code vào việc bạn ok chẳng là nó không nên cứ viên đường chui dương nông ca riêng mở phần thay tiết bẻ pon cho mỗi nâng cao prapra gtk ok chẳng nhưng nông một bài dương nhưng mà bật tiếng đi sẵn chẳng ở dương châu mau ở GTK folder bao dương máu cứ dương châu mau bin folder ok cứ bin folder chẳng ở ca bị installation cái dương đạn nó không trải đi GTK hay những bin version giống cái GTK bay cho phần mùi nữa hay dương châu mau bin máu tóm mà dương sau là hàng cross nhưng khi bin file mỗi chúng ta GTK bay demo ok dương bật về máu trải về máu ok chẳng tỏ vì những bạc máu dân cho expand đi tới mình maximize về thông máu chẳng dân khơi ta đi cứ chụp tiền ấy dân ai cho từ nam môi được không đó chẳng được không đấy mà ta nhầm cho từ application window thì chẳng cho double click được VP đó nè mình viên đừng tập bạc tiền sample application ngồi dưới chẳng là đi cứ tầm bay bạc chỉ menu bar miền ấy chế ta dân thử thử là thế hay ai cho tới miền action được không nào ok chẳng thằng cần đấy là application dương trong handle miền dialog pop up dương chuột lửa nó ai handle event đứng đấy ok dương ai mà mở sample code nó không source code thì bạn chẳng anh ấy cứ chui dương nó không ca mở code nữa dương ai understand bị code nó không cần đấy là cứ dương vô tại vì này đang để tầm khăn bị bỏ được mũi bỏ dương đấy dương bật code đúng không dương mở solve problem rồi chưa chẳng nó không nên miền topic chẳng cái topic này dân đường pra chẳng cứ thì họ nâng miền bút tông nhưng miền entry chẳng ngay chạy lời entry máu nó entry với miền bay ok dân miền search miền nâng entry completion ok và nhóm chạy lời entry completion mỗi đọc click máu chẳng entry completion bạn này thay vì đừng chui ở dân thua ca nó bị đẩy dân bay bị bề xó bị lột máu chẳng đi demo application nó kia ở dân rai bị total máu chẳng nhóm bay bị total chẳng dân khơi nhà viên miền thay máu chúng bài ban bảo mật số biên lột à program biên là dương trăng ở completion ok chẳng kia chẳng bài bài ngọt thế nhưng bài biên chỉ đúng ok nhưng biên biên đường tiền máu chẳng ở nó không lại những việc chui dương trán nó không cần là xây cốt dương cho mà lờ source code máu dương khơi nhận ta cốt nó kia xây bạc ná đầm bấy à cho dương thua ca set à completion mình đang bán nữa chẳng ở ca bằng ca button ca connect event xem xây nó không nâng cái đôi chỉ ca đã từng đấy đầm bấy thứ mấy biên lột máu học ok chúng cứ miền là biếp đại kê append cứ dùng phần append chúng miền function create completion model ok chúng nó không nên cứ vì miền con bởi dõi làm bởi tết này dùng cho mà mơ bởi thái mãn chúng miền function advanced chán chán tiết đại dùng ai dùng mà pra bản đôi chìa dialog message box này chọc máu dùng ai miền pop up bọn miền xin xin cái đôi dự thư vô cả cho bọn miền ấy mũi cho máu username and password tình lấy thư vô cả store cho mong điều ok chúng nó không phát này application UI những biên bài ở thời gian buổi nè những miền tràn tiết color chooser chẳng không những cứ miền tràn thì những ai giờ apply cho một nó application mà những bạn thế chẳng nhóm recommend này ngọc này cho một mở hỏi mình không nên nó bây giờ thua cam application cam bằng hai tình đấy cứ cái hạt view ok list view rồi có tree view nó cứ thông khánh chẳng những cho mà tree view mà những miền editable cell cho ta bật click nó là viên mà nhưng khuyên ta những miền tàng cell mũi dùng show tình đấy chỉ là khả được table chứ như mình column mình row nữa cả đấy bài hành tình đấy nó bây giờ dùng show list of student list of employee đó dùng ai tới cả bộ phim UI bài đó dùng chọn mỗi dùng ai thưa cả edit được sao mà edit table mình chơi những ai edit description đây là lần bạn ok chắc là nếu cứ dùng chua dùng trả nếu không play sang thế cứ dùng play chỉ list store ok dùng miền tình đấy trả dùng bài hành mỗi dùng ai thưa cả check hay dùng thưa operation action delete được ấy nè chúng nhóm recommend là dùng cho mà check mở feature ngọt nước máu hay dùng cho mà mở code bất kỳ mà nâng hàng đi
ចឹងអាចមកស្វែងយល់នៅក្នុងបន្ថែមមកអូខេចឹងនៅថ្ងៃពីនេះទៀតអ្នកខ្លះគឺយើងចង់បានជា menu យើងចុចលេខនេះមកគឺយើងមាន menu sample ឥឡូវយើងអាចធ្វើការ add ព័ត៌មានផ្សេងៗក៏ដូចជាធ្វើការ change display ឬក៏យើងមានព័ត៌មានផ្សេងៗដែលយើងអាចយកមកចុចមកក្នុងបានយើងមាន image ចឹងចុចមកយើងមាន image display ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានគុណប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងការយកមក Take advantage via demo application. Yung cho mo explore via time. Chỉ riêng việc lai yung search nó không Google ấy, việc lai yung search là bạn nó người bạn keyword đó nè. Chẳng getting started, chẳng mơ mà bị mất bạn. Ok, ở con trán.